Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Thọ mạng và tài phú trong sinh thần bát tự của bạn là cái nhân từ đời trước. Cái nhân này vẫn có thể tăng, vẫn có thể giảm. Tăng giảm ở đời này, giả dụ thọ mạng của bạn là 80 tuổi. Đời này bạn sát sanh bao sinh linh, thọ mạng của bạn không chỉ tổn giảm ở đời này mà tổn giảm cả đời sau. Chính vì tin vào nhân quả báo ứng, Khải Toàn dành thời gian tu tập tại gia, không sát sanh là lẽ đương nhiên, và cả việc không vui mừng hay cổ vũ khi ai đó sát sanh. Có động đậy là có linh hồn, có linh hồn là có ân có oán. Ví dụ bạn bị một con muỗi chích nhẹ vào tay, thế là bạn bực tức, bạn tức giận, tìm mọi cách, bằng mọi cách để giết được chúng. Bạn dùng tay, dùng quạt, dùng vật điện, bất cứ thứ gì với mục đích mong muốn duy nhất là giết được chúng. Bạn thấy đấy, mới bị chích một bé tí mà bạn đã mang thù hận như vậy. Thử nghĩ lại cuộc đời mình xem, bạn đã giết bao nhiêu sinh linh, trăm hay ngàn. Bao nhiêu sinh linh ấy mang lòng thù hận, oán giận và chờ ngày trả thù. Thời gian giãn cách, có nhiều vị gia chủ có lòng Bồ Tát chở rau củ quả khắp nơi để chia sẻ. Người mà biết ban phát thức ăn là người không bao giờ thiếu ăn. Vị này biếu Khải Toàn và cả hàng xóm Khải Toàn rất nhiều rau củ quả. Có một cô phụ việc phân chia từng bao nhỏ cho hàng xóm láng giềng. Một tay lựa rau, một tay cầm cây kéo, bất chợt la to: "À, hình như có con kiến ba khoang." Và lấy cây kéo định xỉa vào nó. Khải Toàn liền ngăn cản hành động này, lấy khăn giấy gấp nhẹ nó cho vào một bụi cây ở bên lề đường. Tuy nhỏ bé nhưng chúng vẫn là một sinh linh. Bạn hãy tưởng tượng bạn đang được tự do, bỗng nhiên bị ai đó bắt trói và hành hạ, tâm lý sẽ hoảng sợ, sẽ phẫn nộ và oán giận. Sau đó khi có cơ hội sẽ trả thù. Bất kỳ chúng sinh nào rơi vào trường hợp này đều có thể như thế. Con người sinh ra vốn có tánh thiện, vốn có tánh ác. Tánh thiện nổi trội thì một đứa trẻ yêu thương động vật, nhường nhịn anh chị em. Tánh ác, tánh tham nổi bật thì một đứa trẻ tranh giành thức ăn và không nhường nhịn người khác. Quy luật của chúng sanh, tánh ác có nhiều cơ hội gặp duyên để khởi sinh hơn tánh thiện. Nếu không được giáo dưỡng tốt, đứa trẻ hoàn toàn ẩn đi tánh thiện. Con người chúng ta cũng là một chúng sinh như bao chúng sinh khác. Đã là chúng sanh, dù lớn hay nhỏ, nếu có động đậy là có linh tánh. Đã có linh tánh sẽ có tánh ác tánh thiện. Nếu bạn giết hại chúng, chúng sẽ mang lòng oán giận và trả thù khi có cơ hội. Oan oan tương báo. Quyền con người thường cho rằng việc giết hại loài vật, giết hại chuột, gián, sâu, bọ, kiến là chuyện thường tình. Thấy con hay cháu của mình chạy theo đạp chết một con gián lại cổ vũ: "Hay lắm con." Hành động này khiến đứa trẻ gia tăng tánh ác. Chúng nghĩ rằng việc làm này là đúng. Lời nói bất thiện từ miệng mà ra là tác huyết, cổ vũ cho hành động bất thiện. Giết đi một sinh linh là tạo oán khí với chúng sinh. Chỉ một hành động tạo tác ba nghiệp ác. Khi ta vô tình hay cố ý kết oán với ai đó, họ sẽ ôm lòng oán giận. Khi ta giết hại sinh vật, dù bé dù lớn, sẽ kết oán với chúng sanh. Khi tạo tác phiền não cho chúng sanh, nỗi oán giận đó sẽ chờ ngày quay đầu đáp trả, đợi chờ cơ hội trả thù. Bạn thử nhớ lại trong quá khứ, nhớ lại các bộ phim mình đã xem. Một người khi bị trả thù sẽ tìm cách trả thù lại. Thế là oan oan tương báo không bao giờ dừng. Oan oan tương báo sẽ dẫn chúng sanh đến ba đường ác. Tuổi thọ, sức khỏe do đâu mà có? Điều này có thể thấy được trong mệnh của bạn. Dù mệnh của bạn có tài khốn nhưng không có sức khỏe, không có tuổi thọ thì cũng chỉ là vô nghĩa. Tuổi thọ có được do đời trước tu pháp vô ý, nói lời thiện lành, yêu thương chúng sanh. Bạn không sát sanh sẽ không kết oán giận. Bạn gieo lòng từ bi của bạn sẽ đón nhận được nghiệp thiện lành. Nói như thế thì ngoài việc không giết hại chúng sanh, không giết hại sinh linh nào, có phải là nên ăn chay trường phải không? Chưa hẳn như vậy. Xã hội phát triển, tài nguyên cạn kiệt,
những sinh vật được công nghiệp hóa để phục vụ cho nhu cầu con người. Nhiều người cho rằng chúng không có cái nhân từ tạo hóa tự nhiên nên giảm phần nào nghiệp tội. Giả dụ ở Mỹ có một công nghệ nuôi gà từ trứng cho đến lớn chỉ trong vòng 42 ngày. Việc ăn uống do mỗi người chủ động. Ăn vì sinh tồn, ăn những thứ công nghiệp hóa khác ăn những món bổ dưỡng hay quý hiếm mà phải sát sanh. Họa từ miệng là do ăn uống. Ăn nhiều, hệ tiêu hóa làm việc nhiều. Khoa học đã dẫn chứng những người sống thọ thường ăn ít hoặc ăn vừa đủ và ăn thanh đạm. Tham ăn thì thân khổ, tham dục thì phiền não. Khải Toàn lấy ví dụ về trẻ nhỏ. Phân và nước tiểu của chúng có mùi rất nhẹ vì chúng chỉ uống sữa là chính. Chúng chưa đủ nhận thức, không ham muốn gì nên chúng không có phiền não. Vì vậy, muốn khỏe mạnh thì ăn uống thanh đạm, muốn tuổi thọ thì không sát sanh, không cổ suý cho người khác sát sanh. Người sát sanh quá độ khi chết đi về đâu? Về cõi tam ác đạo. Phật Pháp có câu, cõi tam ác đạo vào dễ khó ra. Đó là cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh, cõi địa ngục. Tuổi thọ của đường ngạ quỷ dài vô tận. Kinh Phật nói, một ngày trong cõi ngạ quỷ bằng một tháng ở dân gian chúng ta. Tuổi thọ của ngạ quỷ cũng giống như dân gian chúng ta. Ta sống 100 năm, ở đó bằng 1.000 năm. Trong ba đường này, cõi quỷ là cõi đau đồ, cõi súc sinh là cõi huyết đồ, địa ngục là cõi hỏa đồ, là một biển lửa. Ở đời, người có ân với ta không thèm nhớ. Người giúp đỡ ta không màng đến họ. Nhưng người có oán với ta luôn tồn tại trong tâm của ta. Đâu đâu cũng có hình dáng của họ. Vì ta luôn muốn báo thù. Người sống như vậy chẳng khác nào là người thật đáng thương. Sống ở cõi ta bà nhưng chẳng khác gì sống ở địa ngục. Chính vì chúng sanh luôn ghi nhớ oán giận, vậy nên đừng kết oán, đừng kết thù oán với bất kỳ sinh linh nào, dù chỉ là một con kiến. Mừng đứa trẻ sinh ra, cả gia đình giết mổ cúng mặn. Tiệc cuối tuần, tiệc lên chức, tiệc sinh nhật, bao nhiêu buổi tiệc, bao nhiêu sinh linh cho các buổi tiệc vui này. Đám dỗ cúng mặn cho người chết lại càng tổn giảm phước báo của họ. Ông địa ông thần tài là ai phải ăn mặn? Nếu đã làm thần, đâu vì ít thức ăn từ chúng sanh mà cho bạn tài lộc một cách dễ dàng. Giả dụ trước kia bạn không biết những việc này là bất thiện sẽ không sao. Khi bạn biết được việc sát sanh sẽ thêm nghiệp tội, sát sanh gây oán giận với những sinh linh, thì bạn có thể cúng chay thay vì cúng mặn. Ngay cả việc cúng kiến là gì chưa hẳn nhiều người đã rõ. Chỉ cúng theo cảm tính, thấy ai làm sao mình làm như vậy. Chữ cúng dường xuất phát từ cung dưỡng. Cung là cung cấp, dưỡng là dưỡng nuôi. Cúng cho ai, vì sao phải cúng? Các bạn có thể tìm hiểu thêm video cúng động thổ và ý nghĩa cúng kiến trong kênh của Khải Toàn. Ở đâu ra đa phước? Có phải do Chúa Trời cho chúng ta? Có phải do Phật Bồ Tát cho chúng ta? Hay do thiên thần quỷ thần ban phát cho chúng ta? Không thần Phật nào ban phát cho bạn cả, tất cả là do bạn tạo tác. Họa kiết hung là do chính mình tạo, oán giận là do chính mình gây. Ăn gì, nói gì, làm gì là từ tâm ý sinh khởi. Tâm mang là quả, thế nhân từ đâu ra? Thiện phước có được là do chính mình tu. Gieo hạt nào có quả ấy, trồng nhiều thu nhiều, trồng ít thu hoạch ít là điều không cãi bàn. Mời các bạn đón xem video vào mỗi trưa thứ sáu trên kênh Khải Toàn Thiền Định hoặc Khải Toàn Phong Thủy. Và đừng quên cầu nguyện và hành thiền mỗi khi có thể. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.